Vì sao Bình Định bỏ số tiền khủng để chiêu mộ Đình Trọng? Tour Bình Định cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải 2022 khi chi số tiền khủng để chiêu mộ trung vệ Trần Đình Trọng từ Hà Nội FC. Trước khi hạn chót đăng ký của mùa giải 2022 khép lại, Bình Định gây sốc khi kích hoạt bản hợp đồng bom tấn với trung vệ trụ cột của đội tuyển quốc gia Trần Đình Trọng. Sau những ngôi sao như Đức Chinh, Xuân Tú, Hồng Quân, Hoàng Anh, Linh, Rafaelson, Smith, Thanh Thịnh, Đinh Trọng là tân binh thứ 13 của đội bóng đất võ ở mùa giải năm nay. Để có được sự phục vụ của Đinh Trọng trong 3 năm, Bình Định đã phải bỏ ra số tiền hơn 10 tỷ đồng. Điều đó cho thấy tham vọng cực lớn của đội bóng đất võ. Họ kỳ vọng rất nhiều vào sự xuất hiện của Đinh Trọng sẽ gia tăng sức mạnh nơi hàng thủ ở mùa giải năm nay. Thực tế, những gì diễn ra ở cúp Hoàng đế Quang Trung và các trận đấu tập huấn gần đây cho thấy Bình Định đang thiếu cân bằng trong lối chơi. Đội bóng đất võ sở hữu hàng công với nhiều quân bài chất lượng nhưng hàng thủ vẫn chưa thực sự đem đến sự yên tâm như mong đợi. Ở hàng thủ, huấn luyện viên Đức Thắng đang có dàn trung vệ gồm Thanh Hào, Xuất, Ngọc Bảo, Tiến Duy, Hữu Quý. Họ vừa nói lời tạm biệt trung vệ Đinh Tiến Thành, người đã đầu quân lại cho Thanh Hóa. Vì thế, sự xuất hiện của Đinh Trọng về mặt chuyên môn sẽ khỏa lấp đúng vào vị trí của Tiến Thành. Ngoài ra, xét về mặt thương hiệu. Đinh Trọng, một tuyển thủ quốc gia sẽ càng khiến cho giải ngân hà mà Bình Định xây dựng ở V-League 2022 thêm phần hào nhoáng. Việc gia nhập Bình Định cũng giúp Đinh Trọng có nhiều đất diễn hơn so với Hà Nội FC ở thời điểm hiện tại. Tại sân Quy Nhơn, trung vệ 25 tuổi sẽ tái ngộ với huấn luyện viên Đức Thắng. Người đã biến anh trở thành trung vệ sang Tây nổi tiếng tại V-League thời còn thi đấu cho Sài Gòn FC. Kể từ đó, tên tuổi của Đinh Trọng đã vươn lên một tầm cao mới chia sẻ về việc chiêu mộ tân binh về lực lượng cho Bình Định ở mùa giải 2022, ông Nguyễn Văn Cường, chủ tịch câu lạc bộ Thơ Bình Định cho biết, chúng tôi rất cảm ơn các câu lạc bộ khác đã tạo điều kiện để chúng tôi có được những cầu thủ tốt để chuẩn bị cho mùa giải mới. Việc gia nhập Bình Định, một câu lạc bộ với những khát khao lớn sẽ giúp cho các cầu thủ có thêm động lực để cống hiến. Tôi nghĩ điều này Bình Định đang cùng với các câu lạc bộ khác góp phần nâng cả tầm và chất cho giải V-League để từ giải v này sẽ có được những cầu thủ tốt hơn nữa cho đội tuyển quốc gia.